Chào các bạn, đặc biệt là các bạn yêu thích bộ môn tin học, thích vọc và tìm tòi các thủ thuật hay trong lúc sử dụng máy tính và Internet. Việc đóng dấu bản quyền cho ảnh tĩnh thì chắc các bạn đã biết rồi. Thế nhưng đóng dấu bản quyền cho ảnh động, định dạng, chấm gif thì chắc nhiều bạn còn chưa biết. Vì thao tác này phức tạp hơn một chút. Đây là một tấm ảnh đã được tôi đóng dấu cái chữ là vnexpress.net. Ban đầu thì nó không có cái dòng chữ màu đỏ này. Đây là ảnh ban đầu của nó. Làm sao mà tôi làm được như vậy? Video clip này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác này với phần mềm EasyGIF Animator 4. Về phần mềm EasyGIF Animator, bạn có thể tải tại trang chủ của chương trình, đó là bluemantles.net, hoặc là các bạn vào Google và gõ cái từ khóa là EasyGIF Animator. Sau khi cài đặt thành công, các bạn khởi động chương trình lên sẽ thấy giao diện như sau. Một ngày đẹp trời nào đó, trong lúc đang lướt web và dạo quanh các diễn đàn, các bạn vô tình thấy được một tấm ảnh mà mình thích. Sau khi tải về, các bạn muốn chèn vào đây một cái link test để biến tấm ảnh này độc quyền thành của mình, hoặc là vì mục đích quảng cáo hay mục đích nào khác, thì chúng ta thực hiện thao tác là như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn bạn ngay. Cái ảnh này, ví dụ chúng ta muốn chèn vào cái chữ là 1280.com thì chúng ta làm như sau. Các bạn mở tấm ảnh lên với EasyGIF Animator Pro, File, Open, chọn cái tấm ảnh hồi nãy. Đây, chúng ta trở về cái frame đầu tiên. Bên phải các bạn sẽ thấy có hai cái thẻ, đó là Edit và Review. Review để cho các bạn xem trước kết quả, còn Edit là chúng ta để sửa cái ảnh. Các bạn chọn công cụ là chữ A, Text Tool, gõ vào đây cái đoạn test, ví dụ là 1280.com, chọn cái màu cho nó nè. Ở đây là phông chữ, cỡ chữ, phông chữ. Rồi, ok, chúng ta sửa vị trí lại. Các bạn đừng có lít chuột ra ngoài, lít chuột ở đây là nó sẽ mất cái vùng chọn. Continue set lại, làm lại nha. 1280.com, màu đỏ, ok. Rồi, kéo nó trên đây, nếu thấy nó to quá thì rời vào biên, kéo cho nó nhỏ lại. Các bạn nhấp vào cái nút là Copy Selection to All Frames. Đó, các bạn thấy là cái dòng test là 1280.com đã được chèn vào tất cả các frame còn lại. Cái ảnh này đã được cấu thành từ 33 frame. Chúng ta nhấp vào thẻ Review để xem kết quả. Đó, các bạn thấy là cái dòng chữ là 1280.com đã được chèn vào cái ảnh động này. Sau khi làm xong, các bạn có thể lưu ra thành tập tin ảnh khác. Save as, đặt tên cho nó. Save. Các bạn có thể mở để thử đi xem kết quả của mình. Đây, cái ảnh của mình đây. Trong test 1280.com nó được chèn vô. Vậy còn thao tác ngược lại như thế nào? Ý tôi là khi mà các bạn tải được trên mạng về một tấm ảnh mà trước đó nó đã bị đóng dấu bản quyền, ví dụ như cái ảnh này nó đã bị đóng dấu cái dòng chữ là vnexpress.net, thì làm sao chúng ta bỏ cái dòng chữ này? Các bạn hoàn toàn có thể làm thao tác này cũng với phần mềm EasyGIF Animator. Đầu tiên, chúng ta mở cái tấm ảnh này với EasyGIF Animator. Các bước để tiến hành xóa cái dòng test bản quyền như sau. Đầu tiên, các bạn chọn công cụ Rectangle Tool. Màu ở đây thì các bạn nhớ chọn là màu trắng hết, cả Foreground Color và Background Color. Ở cái mục Fill này thì các bạn nhớ chọn là Filled. Sau đó chúng ta vạch ra một cái khung để bỏ cái dòng test này. Rồi, tiếp theo các bạn chọn công cụ Selection Tool, vạch ra một cái khung bằng cái khung hồi nãy. Sau đó các bạn nhấp vào cái nút là Copy Selection to All Frame. Kiểm tra lại thì các bạn thấy nó còn cái miếng của chữ V. Bây giờ chúng ta vạch ra một cái khung nhỏ nữa. Rồi, Copy Selection to All Frame. Chúng ta nhấp vào cái thẻ Review để xem lại nè. Các bạn thấy là cái link test bản quyền đã được bỏ đi. Thao tác xong thì các bạn có thể lưu thành một tập tin khác, File Save As. Như vậy là dòng test bản quyền đã được xóa đi rồi. Một số thao tác nâng cao như sau. Đó là các bạn có thể điều chỉnh lại cái thời gian xuất hiện của từng frame. Ví dụ ở đây
tôi cho cái frame thứ ba này thay vì nó là 20 thì các bạn cho nó lên là 200, thì nó sẽ hiện ra 2 giây sau đó mới chuyển sang cái frame tiếp theo. Các bạn cũng có thể chèn thêm một frame khác vào, ví dụ chúng ta chèn thêm một frame nữa, insert lăn frame, các bạn có thể di chuyển cái frame lên đầu tiên bằng công cụ này. Rồi ở cái frame này chúng ta có thể cho một cái dòng test ở đây, test nha, cho nó size 22, ok. Rồi cái thời gian xuất hiện của frame này chúng ta cho là 100, tức là 1 giây, xem thử nha. Đó, như vậy là cái hành động của mình đã được chèn lên một frame đầu tiên. Sau đó nếu mà không thích cái frame này thì các bạn có thể xóa đi, chọn công cụ này, delete. Các bạn cũng có thể sáng cái ảnh này cho nó nhỏ lại bằng cách vào Tools, Crop Echo. Ở đây chúng ta vạch ra một cái khung, chẳng hạn như chúng ta chỉ muốn lấy cái hình cái con này thôi, rồi các bạn nhấn OK. Đó, như vậy nó đã sáng như mình, chỉ lấy cái hình cái con này thôi. Để chỉnh sửa các frame thì các bạn có thể sửa ở cái thẻ Edit này, hoặc là cách khác hay hơn là các bạn có thể sửa bằng một trình biên tập ảnh bên ngoài, bằng cách là các bạn chọn cái frame này, chọn cái frame nào đó mà các bạn muốn sửa, sau đó nhấp vào cái biểu tượng là Edit Frame. Đó, như vậy là Photoshop được mở lên để tiến hành chỉnh sửa cái ảnh này. Ở đây ví dụ tôi chọn công cụ Brush để vẽ một cái bàn thế này, sau đó các bạn làm File, Save, đóng nó lại. Các bạn nhấp OK là nó sẽ cập nhật cái ảnh mới. Cái frame này vừa được sửa rồi nè. Để xác định cái trình biên tập ảnh nào được mở thì các bạn vào Tool, Option, Tool. Ở đây các bạn chọn cái trình biên tập đó, tôi chọn là Photoshop. OK, sau khi thao tác xong thì các bạn có thể vào File, Save, Save As để lưu lên tập tin chấm gif khác, hoặc thậm chí là có thể xuất ra định dạng phim AVI Plus hay xuất tất cả các frame ra luôn. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất việc tìm hiểu phần mềm EasyGIF Animator để thực hiện thao tác đóng dấu bản quyền cho ảnh động, hay ngược lại, đó là xóa bản quyền cho ảnh động. Hy vọng là sau khi xem qua đoạn video clip này, bạn có thể tích lũy thêm cho mình vốn kiến thức bổ ích từ các thủ thuật hay trong máy tính và Internet. Xin gửi lời chào đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip hướng dẫn bổ ích khác. Chúc các bạn thực hiện hướng dẫn thành công.